xin chào các bạn, mình là hợp, hôm nay mình có về được uh, một uh, bộ ba Graeco màu trắng khá là đẹp và hợp lý cho anh em chơi khi chỉ có cái mức giá là khoảng 4X triệu cho đến là uh, 7X triệu. thì ở đây thì mình sẽ có ba chiếc đồng hồ với mã là SBGM025, uh, SBGR055 và SBGH201. thì trong đó là chiếc cao cấp nhất là SBGH201 thì uh, chúng ta sẽ có đó là một chiếc uh, Uh, Gran sử dụng bộ máy 2 bit. Đầu tiên ở đây thì mình sẽ lên tay chiếc SBGR055 trước. Đây cũng là chiếc mà nhẹ tiền nhất trong ba chiếc đồng hồ này. Và em nó sẽ sử dụng một uh, nó là sẽ nó sẽ là một mẫu Grand Seco. Đây. Các bạn có thể thấy là một mẫu Grand Seco cực kỳ cơ bản với 3 kim một lịch và mặt phay xước. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái mặt phay xước rất là rõ ràng luôn. Logo Seiko ở góc 12 giờ phía dưới thì chúng ta sẽ có logo Grand Seiko Automatic. Ở góc 3 giờ thì các bạn sẽ có ô lịch ngày và cái kim cọc của dòng sản phẩm này thì mình không cần phải nói nhiều. Bắt sáng rất là đỉnh luôn. Đây, mặt với cái kim cọc bắt sáng rất là tốt luôn. Đây, các bạn thấy đấy, khi có một chút ánh sáng qua thì cái bộ kim và cọc số của chúng ta. À, trước này thì có cái cọc số và kim rất là đặc biệt khi nó sẽ có một cái vạch đen ở, ở giữa Đó. Và đi kèm thì chúng ta sẽ có sợi dây, sợi dây của dòng uh, uh, Sport Trước này là size 39.5 các bạn nhé, size 40 thì nó là một cái size rất là dễ đeo để anh em chơi Và dây thì còn đủ cho tay 18 như này thì các bạn có thể đeo thoải mái rồi À, trước này thì full box có box và bên mình đang để cho anh em với mức giá cực kỳ hợp lý là 47 triệu 500 đó đằng sau này các bạn có thể thấy ngay bộ máy của dòng này thì luôn luôn là một bộ máy với cái vân thớ 7 màu như này các bạn đã thấy dòng nào có vân thớ 7 màu như này chưa đó và máy trên trước này sử dụng đó là bộ máy 9 s 65 a 70 giờ tích cót luôn đó đẹp không các bạn thấy bộ máy họ làm đẹp không vân sớ bảy màu luôn cực kỳ tuyệt vời luôn 47 triệu 500 các bạn nhé đó là dành cho chiếc SBGR 055 này à, tiếp theo thì à, bên cạnh chiếc SBGR 055 thì chúng ta sẽ có chiếc à, SBGM 025 thì chiếc SBGM 025 này của mình thì nó sẽ có thêm một cái chức năng đó là GMT so với chiếc SBGR thiết kế khá là giống nhau đây, các bạn có thể thấy ở đây là chiếc này. Đây chính là chiếc SBGM025. Với bộ máy của chúng ta đã được thêm một cái kim nữa. Và kim này của chúng ta là kim nung xanh các bạn nhé. Đây mình sẽ tách ra cho anh em nhìn rõ này. Đó. Chiếc này thì các bạn thấy là cái logo góc 6 giờ của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có thêm một cái dòng chữ là GMT màu xanh. Kim nung xanh. Ở phía ngoài này thì các bạn sẽ thấy đó là một cái niềng 24 giờ nhường được khía 24 giờ về thiết kế và size thì nó khá là giống với chiếc kia nó chỉ khác cái là nó sẽ có thêm chức năng là GMT đó chính vì lẽ đó nên chiếc này nó sẽ đắt hơn một chút so với chiếc SBGR 055 này đó. anh em nào thích sự đơn giản thì vui lòng chọn SBGR 055 với giá 47 triệu 500 ,000. còn anh em nào thích phức tạp hơn thì chúng ta có thể chọn qua chiếc SBGM 025 này Chiếc này thì bên mình đang có cái mức giá hợp lý để anh em chơi là 49 triệu 500 Cao hơn 2 triệu so với chiếc kia Bù lại thì các bạn sẽ có thêm tính năng là GMT xem múi giờ thứ hai Và bộ máy sử dụng trên chiếc này thì dĩ nhiên nó là có thêm GMT cho nên bộ máy của nó cũng khác à, Và nó vẫn có cái vân thớ bảy màu như các bạn thấy Ôi đồi, này chết Ông GS làm cái vân thớ này chết Đó Chiếc này sử dụng bộ máy là 9S66A đây, các bạn có thể thấy đẹp chưa cực kỳ đẹp luôn bảy màu luôn đó 49 triệu 500 nha anh em cũng full box luôn ba chiếc này mình giới thiệu hôm nay thì đều là full box và đây là gọi là bộ ba của Grand Seiko giá tốt à, cuối cùng thì đó là một chiếc đồng hồ mà à, đa phần là các anh em chơi Grand Seiko của chúng ta thì đều đã trải qua rồi đó là một chiếc hai bit dòng cơ bản của Grand Seiko. và chiếc này thì sử dụng bộ cây là 44GS đặc trưng chứ danh của thương hiệu này đã từng có mặt trên rất là nhiều những dòng sản phẩm gọi là Limited của hãng và thiết kế của dòng này thì nó cũng được đẩy lên một cái thiết kế đẹp hơn rất là nhiều à, Đây là chiếc uh, SPGH-201 đời mới với logo Grand Seiko. các bạn đã thấy nó được chuyển lên góc 12 giờ rồi ở dưới góc 6 giờ thì sẽ là dòng chữ cực kỳ kiêu hãnh đó là 2 bit 36.000 ngoài ra trên chiếc này thì các bạn đã thấy đã xuất hiện cái kim kiếm katana rồi các bạn thấy cái kim kiếm này mặt số là mặt số trải tia siêu mịn tanh. các bạn thậm chí là không nhìn thấy cái cái tia này khi mà mình chụp và quay lên tuy nhiên ở ngoài thì các bạn sẽ thấy rõ lên nhỉ đó bạn sẽ thấy cái tia nó siêu mịn đó. gọi là tia lụa cọc số và kim và cọc số thì không không cần bàn nhiều về Grand Seiko, bắt sáng cực kỳ tốt luôn với kim và cọc số này À, sợi dây của nó cũng đẹp hơn so với cái dòng kia với hai cái chỉ bóng của chúng ta ở giữa đó các bạn có thể thấy sợi dây được làm khá là chỉn chu và đẹp chiếc à, này cũng có size là 40 và nó hợp lý đeo và nó đeo rất là ôm tay các bạn có thể thấy là hai cái càng này nó vuốt xuống tạo cho chúng ta một cái thiết kế phải nói là rất là đây các bạn có thể thấy hai cái càng vuốt này cực kỳ sang trọng đó và nó cực kỳ dễ đeo Trước này thì dĩ nhiên là cái mức giá nó cao hơn rồi Bởi vì thứ nhất là nó sử dụng cái bộ máy là Bộ máy cao cấp khi có cái tần số là 36.000 Vibration Power Đó à, Các bạn có thể thấy cái bộ máy của chiếc đồng hồ này Rất là đẹp luôn Với cái bộ máy 7 màu GS thì trước nào cũng máy 7 màu Tuyệt vời luôn Đó Trước này sử dụng bộ máy là 9S8 Đây các bạn có thể thấy rõ luôn 9S85A đó, trời ơi. Bộ máy này có 36.000 vibration power các bạn nhé. Và khóa thì cũng được làm rất là đẹp với logo của GS. Chính vì lẽ đó cho nên là chiếc này sẽ có cái mức giá cao hơn hẳn so với hai chiếc kia. Và đời nó cũng mới hơn, cũng full box. Thì uh, chiếc này thì bên mình bán là 78 triệu. Thì anh em nào mà có nhu cầu về chiếc Grand Seiko SVGH 201 này thì vui lòng liên hệ bên mình nhé. Ngoài ra thì ở đây thì mình đã có bộ ba Grand Seiko màu trắng đã giới thiệu cho anh em. Thì anh em nào có nhu cầu về một trong ba chiếc này thì anh em có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Mức giá thì mình cũng đã công bố đầy đủ cho anh em. 47 triệu rưỡi, 49 triệu rưỡi và 78 triệu. Đó, thì anh em nào có nhu cầu về một trong ba chiếc này thì vui lòng liên hệ. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.